Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển đường cát nhập lậu. Bằng việc áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp tuần tra dọc tuyến biên giới, chốt chặn các đường mòn lối mở, cùng với sự tăng cường kiểm soát chặt chẽ của các đơn vị chức năng dọc các tuyến đường và các kho chứa hàng, nhằm quyết tâm để ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động buôn bán, vận chuyển đường cát nhập lậu vào nội địa. Từ nguồn tin của các trinh sát, các lực lượng chức năng tại Quảng Trị đã phát hiện thu giữ một số lượng lớn đường cát tuồn qua khu vực biên giới. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Trị đã xử lý 30 vụ việc kinh doanh đường cát nhập lậu với hơn 67.400 kg đường cát do Thái Lan sản xuất có trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị để triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ, cụ thể là thực hiện đồng bộ các cái biện pháp nghiệp vụ để tăng cường công tác nắm bắt quản lý địa bàn, xác định các cái đối tượng kinh doanh đường nhập lậu trên địa bàn. Từ đó thì có cái sự chọn lọc để mà tiến hành kiểm tra và xử lý các cái hành vi vi phạm đối với các cái đối tượng kinh doanh đường lậu. Đường cát không chỉ được tuồn qua tuyến biên giới mà các đầu nậu còn sử dụng mọi thủ đoạn để vận chuyển về sâu trong nội địa. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đã bám sát các kho hàng, nhận diện quy luật, phương thức thủ đoạn đối phó của các đối tượng để chủ động áp dụng các biện pháp thích ứng nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành xử lý kịp thời. Với cái sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Tổng cục Quản lý thị trường, thì lãnh đạo quản lý thị trường đã triển khai từ các cái đội quản lý thị trường tăng cường công tác phối hợp với các chính quyền địa phương cũng như các cái cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các cái kho hàng, các cái phương tiện vận chuyển đến các cái khâu lưu thông. Bên cạnh đó thì thành viên ban chỉ đạo 89 cũng như lực lượng quản lý thị trường thường xuyên đăng đường dây nóng nhằm tiếp cận các cái hoạt động kinh doanh, phát hiện để là phối hợp kiểm tra xử lý. Các lực lượng biên phòng, hải quan cũng đã chú trọng công tác phối hợp với các lực lượng công an, quản lý thị trường, tăng cường trao đổi thông tin, bắt giữ, xử lý các hành vi vận chuyển, buôn bán mặt hàng đường cát nhập lậu. Tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo 389 các tỉnh trong việc hỗ trợ xác minh, chia sẻ thông tin nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng đường cát. Trong 6 tháng cuối năm thì dự báo là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại hoạt động rất là rầm rộ, cho nên là lực lượng hải quan đã chủ động lên phương án xây dựng kế hoạch là các đơn vị cơ sở là tuần tra kiểm soát thường xuyên, chủ động nắm chắc thông tin về các cái phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả. Ban chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, theo dõi sát các phương thức thủ đoạn vận chuyển, tập kết, tàng trữ các mặt hàng đường cát, chú trọng địa bàn trọng điểm, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển đối với mặt hàng đường cát nhập lậu. Vào sáng ngày 18 tháng 9, giá vàng SJC tăng mạnh lên mốc 82 triệu đồng một lượng, còn vàng nhẫn thì vẫn duy trì ở mức lịch sử 79,2 triệu đồng một lượng. Giá vàng trong nước được điều chỉnh tăng mạnh sau khi giá thế giới liên tục lập kỷ lục trong tuần vừa qua. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC từ 80 đến 82 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra, tăng 1,5 triệu đồng một lượng so với sáng ngày hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng điều chỉnh giá kim loại quý lên ngang mức của công ty SJC. Ngưỡng 82 triệu đồng một lượng cũng là mức bán ra trên thị trường cao nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng bình ổn từ đầu tháng 6. Vàng nhẫn được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao lịch sử. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn 77,9 đến 79,2 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra. Còn công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 77,98 đến 79,18 triệu đồng một lượng. Xu hướng tăng lãi suất huy động vẫn tiếp diễn ở hầu hết các ngân hàng trong tháng 9, nhưng đã có sự phân hóa khi xuất hiện một vài ngân hàng áp dụng mức lãi suất đặc biệt lên đến 9,5% một năm. Và nửa đầu tháng 9 thì có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất. Thống kê từ đầu tháng 9 đến nay, có 9 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động: Đông Á Bank, Ocean Bank, Việt Bank, GB Bank, Agribank, Bắc Á Bank, NCB, OCB, BV Bank. Mức lãi suất 6,1% một năm cũng được xem là hiếm hoi hiện nay và chỉ được một số nhà băng niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn dài. Điển hình,
HD Bank niêm yết mức lãi suất này cho kỳ hạn 18 tháng. SHB và Sài Gòn Bank cũng đang niêm yết lãi suất 6,1% một năm cho kỳ hạn 36 tháng. Ocean Bank từ lâu đã niêm yết mức lãi suất này cho tiền gửi kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng. Tại các ngân hàng, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến thường nhận được lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm. Ngoài mức lãi suất niêm yết, hiện nay nhiều nhà băng có những chính sách lãi suất đặc biệt dao động trong khoảng từ 7,0 đến 9,5% một năm, áp dụng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, tùy thuộc vào giá trị tiền gửi. Thưa quý vị, cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhiều tỉnh thành phía Bắc. Và để khẩn trương khắc phục hậu quả, các địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh, khôi phục lại giao thông, điện hay là viễn thông. Và tại Hà Nội, việc khôi phục hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống bị ngập lụt hư hỏng cũng đang được quan tâm nhằm đảm bảo nguồn cung của thực phẩm, rau xanh đến cho nhân dân. Bà Nga kinh doanh ở chợ này được hơn chục năm. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên bà thấy nước ngập vào đến đầu gối. Tôi thì buôn bán ở đây cũng chục năm rồi. Đấy. Thế thì nước lần này là lần đầu tiên. Thì là các bà con tiểu thương ở đây ấy, thì cũng có sự ngỡ ngàng. Mọi người cũng bảo nhau là nước đến đâu thì ta lại quét đi đến đấy và tập kết những cái rác thải ấy. Thì luôn ở đúng cái điểm mà tập kết thu rác. Thế cho nên là chợ là không có rác bẩn. Mới cả không có những cái gì mà cảm thấy là sợ ô nhiễm môi trường. Lần đầu tiên nước vào đến đây là bọn anh cũng bỡ ngỡ hoảng. Sợ mà là cũng thu dọn hành lý cho nó hàng hóa cho nó cao lên, nhưng mà may sao là nước đến đấy thôi, nó không lên nữa thì nó rút, thì dân tình là cũng đỡ hoang mang hơn đấy. Và trong cái quá trình tạm thời 2 ngày nước lên nên là bị mất điện thì cũng có một số hàng hóa của dân tình là bị hỏng, mà là dân tình là cũng bị hao hụt kinh tế mất một ít. Lượng nước ngập vừa rồi ảnh hưởng trực tiếp tới 100 hộ dân tại đây. Công việc dọn dẹp sau bão cũng được ban quản lý và các tiểu thương tại chợ khẩn trương tiến hành để họ ổn định quay lại bán hàng. Tất cả là trực 24/24, trong đó khi nước lên ở tại cái vị trí mà chúng ta đang đứng đây ấy, thì nước có lên đến 30 phân. Thì chúng tôi đã cùng các anh em các lực lượng trật tự bảo vệ là hỗ trợ bà con di rời hàng hóa ra khỏi chợ, những cái mà di chuyển được, còn những cái mà không di chuyển được thì sẽ kê cao lên để đảm bảo là không bị thiệt hại cho đến cái tài sản của bà con. Còn trong quá trình nước lên ấy, thì cũng được sự thông báo của công ty điện lực Gia Đình ấy, là tạm dừng ngắt cung cấp điện để đảm bảo an toàn. Theo thống kê, tại khu vực phía Bắc có tới 29.000 hecta hoa màu và cây ăn quả chịu ảnh hưởng của bão số 3. Nhiều địa phương mưa lớn và ngập sâu, nhiều vườn rau hư hỏng nặng và không thể thu hoạch, khiến cho nguồn cung mặt hàng này khan hiếm tại các chợ truyền thống. Bàn ghế chợ chứa các thứ đổ, chúng tôi cũng phải dọn dẹp rất là nhiều cho sạch sẽ, bảo đảm để cho bà con đến chợ là sạch sẽ là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì nguồn hàng nó cũng gặp một chút khó khăn. Chẳng hạn như là rau cỏ ấy, thì thứ nhất là như rau ăn lá ấy, thì mưa nó lát gần như là hết sạch, nên là rau muống thì ngập lụt, không thể nào mà hái được, nó cũng chết hết. Hầu như là cái đường để trở về gặp rất nhiều khó khăn và rau về đến nơi cũng gần như là hỏng hết, nên là nguồn hàng rất là khó. Chúng tôi đã cho cắt cây cối giải tỏa, giải phóng đường, cũng như là khắc phục tất cả các số tôn bay trong mái chợ ngay trong đêm. Và đến sáng hôm sau, chợ hoạt động bình thường. Vì cái mặt hàng mà chúng tôi buôn bán phục vụ bà con, các hộ tiểu thương phục vụ bà con trong khu vực, ở trong khu vực chúng tôi là một khu dân cư đông. Nhưng các mặt hàng thiết yếu là chúng tôi cảm thấy rất là cần thiết để đáp ứng kịp thời phục vụ bà con cho đầy đủ. Ghi nhận cho thấy, bão số 3 gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và đứt gãy giao thông vận chuyển hàng hóa ở nhiều địa phương miền Bắc. Vì vậy, các biện pháp khắc phục đang được triển khai để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân, trong đó có việc khai thác thêm nguồn hàng rau củ quả từ Đà Lạt, các tỉnh phía Nam cung ứng cho Hà Nội và các tỉnh lân cận.